Phạm Thị Mai, giáo viên trường trung học cơ sở xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn lại những kiến thức đã học trong chương 2 khóa học 9 kim loại thông qua bài 22 luyện tập chương 2 kim loại. Chúng ta cùng một bài. Bài 22 luyện tập chương 2 kim loại. Trong chương kim loại thì chúng ta đã học 5 cái nội dung kiến thức cơ bản. Nội dung kiến thức thứ nhất là tính chất hóa học của kim loại. Nội dung thứ hai, dễ hoạt động hóa học của kim loại. Nội dung thứ ba là một số kim loại điển hình, đó là kim loại nhôm và kim loại sắt. Nội dung thứ tư, ta tìm hiểu về hợp kim của sắt. Và nội dung thứ năm, chúng ta tìm hiểu về sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại khỏi sự ăn mòn. Vậy thì trong bài 22 này, chúng ta sẽ nghiên cứu hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần kiến thức cần nhớ, và phần thứ hai chúng ta sẽ đi làm các bài tập để rèn luyện cái kỹ năng viết phương trình cũng như kỹ năng tính toán hóa học cho các em. Chúng ta sẽ tiếp tục vào bài. Nội dung đầu tiên, cô giáo cùng các bạn sẽ giải quyết một bài tập sau. Bài tập của cô giáo đưa ra như sau: lựa chọn các công thức hóa học Cu, K, Na, Fe, Zn phù hợp để điền vào chỗ trống cho các phương trình hóa học sau. Cô giáo có 5 phương trình hóa học đưa ra. Vậy thì khi các bạn đã học các kiến thức trong chương kim loại rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành được các phương trình như sau. Đối với phương trình đầu tiên, chúng ta sẽ điền kim loại kẽm. Phương trình thứ hai, chúng ta điền kim loại đồng. Phương trình thứ ba, điền kim loại sắt. Phương trình thứ tư, ta điền kim loại natri. Và phương trình thứ năm, ta điền kim loại kali. Sau khi các em hoàn thành bài tập này rồi, thì chúng ta sẽ thấy qua bài học tập này sẽ giúp các em nhớ lại được kiến thức gì. Đúng vậy, sau bài tập ta sẽ nhớ được kiến thức hóa học đầu tiên, đó chính là tính chất hóa học của kim loại. Kim loại có những tính chất hóa học sau. Tính chất hóa học thứ nhất, đó là tác dụng đối với kim. Trong tính chất này thì được chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, tác dụng với oxy sẽ tạo thành oxit kim loại, hay chính là oxit azơ. Với phương trình minh họa, đó là sắt cộng với oxy để tạo thành oxit sắt tử. Tính chất hóa học tiếp theo, đó là tác dụng với phi kim khác, cụ thể là với clo để tạo thành muối. Với phương trình hóa học minh họa, natri cộng clo tạo thành natri clorua. Tính chất hóa học số 2 của kim loại, đó là tác dụng với axit. Kim loại tác dụng với axit sẽ tạo thành hai sản phẩm là muối và giải phóng khí hydro. Cô giáo có ví dụ minh họa chính là kẽm cộng với axit sulfuric tạo thành kẽm sulfat cộng với khí hydro. Tính chất hóa học số 3 đó chính là tác dụng với muối. Sản phẩm sẽ là muối mới và kim loại mới. Có các ví dụ minh họa như sau. Ví dụ thứ nhất là đồng cộng với bạc nitrat để tạo thành đồng nitrat và kim loại bạc. Ví dụ thứ hai đó là sắt cộng với dung dịch đồng sulfat để tạo thành sắt sulfat và giải phóng kim loại đồng. Tuy nhiên, để biết chính xác được các phương trình hóa học này, chúng ta cần phải dựa vào những kiến thức hóa học tiếp theo đã học trong chương kim loại. Chính là kiến thức số 2. Chúng ta sang câu 2: dễ hoạt động hóa học của kim loại. Để nhớ lại kiến thức phần dễ hoạt động hóa học của kim loại, các em sẽ giải quyết cho cô bài tập sau. Yêu cầu của bài tập như sau: em hãy cho biết những nguyên tố hóa học nào còn thiếu trong dễ hoạt động hóa học sau. K, Na, Mg, hỏi chấm, Zn, Fe, PB, H, hỏi chấm, Ag và Au. Vậy thì nếu bạn nào đã nhớ được kiến thức này rồi thì chúng ta dễ dàng điền được hai cái nguyên tố kim loại còn thiếu trong dễ hoạt động hóa học đó, chính là kim loại nhôm và kim loại đồng. Và từ đó thì chúng ta sẽ nhớ cho cô dễ hoạt động hóa học của kim loại thì gồm có hai phần kiến thức. Phần kiến thức thứ nhất đó chính là trình tự sắp xếp các cái nguyên
nguyên tố kim loại trong giới hoạt động theo một cái quy luật nhất định. Và đó chính là cái nội dung của bài tập mà cô giáo vừa đưa ra cho các em. Và cái nội dung thứ hai các em cần ghi nhớ cho cô đó chính là ý nghĩa của giới hoạt động hóa học của kim loại. Với cái giới hoạt động hóa học của kim loại này sẽ có bốn ý nghĩa mà các em cần phải ghi nhớ. Ý nghĩa thứ nhất đó chính là mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái qua phải. Có nghĩa là gì? Kim loại đứng đầu sẽ là hoạt động hóa học mạnh nhất và kim loại đứng cuối sẽ là hoạt động hóa học yếu nhất. Ý nghĩa số 2 đó là kim loại đứng trước magie, cụ thể có hai kim loại là kali và natri. Thì khi tác dụng với nước ở điều kiện thường sẽ tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hydro. Ý nghĩa hóa học số 3 đó là những kim loại đứng trước hydro và cái ký hiệu của nguyên tố hydro thì có hiệu màu đỏ để giúp các em nhấn mạnh lại những cái kim loại nào mà đứng trước hydro thì tác dụng được với một số dung dịch axit, cụ thể là axit chlorhydric và axit sulfuric loãng, tạo thành sản phẩm bằng muối và giải phóng khí hydro. Và cuối cùng đó là kim loại đứng trước trừ natri và kali thì đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối. Vậy thì những cái kim loại đứng trước là kali và natri tại sao lại không đẩy được kim loại ra khỏi dung dịch muối? Thì các em xem lại cái ý nghĩa số 2. Đó là hai kim loại này thì nó sẽ tác dụng với nước trước để tạo thành dung dịch kiềm và cái sản phẩm đó mới tác dụng với dung dịch muối để tạo thành hai sản phẩm mới và lúc đó thì sẽ không giải phóng ra kim loại. Vậy thì dựa vào những cái kiến thức về giới hoạt động hóa học của kim loại mà chúng ta cần nhớ lại thì các em sẽ vận dụng và làm cho cô giáo bài tập sau. Bài tập của cô giáo đưa ra chính là bài 3 trang 69 sách giáo khoa. Yêu cầu của bài tập như sau: có 4 kim loại ký hiệu là A, B, C và D đứng trước magie trong giới hoạt động hóa học. Biết rằng kim loại A và B tác dụng được với dung dịch axit chlorhydric giải phóng khí hydro. Kim loại C và D không phản ứng với dung dịch axit chlorhydric. B tác dụng với dung dịch muối của A và giải phóng A. D tác dụng với dung dịch muối của C và giải phóng C. Hãy xác định trình tự sắp xếp nào sau đây là đúng theo chiều hóa học giảm dần. Vậy thì có các ý mà các em có thể lựa chọn. Ý thứ A đó là B, D, C, A. Ý B là D, A, B, C. Ý C là B, A, D, C. Ý D là A, B, C, D. Và ý E là C, B, D, A. Vậy thì để lựa chọn được đáp án chính xác cho bài tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích từng dữ kiện mà đầu bài đưa ra. Dữ kiện thứ nhất đầu bài đưa ra như sau: A và B tác dụng với dung dịch axit chlorhydric giải phóng khí hydro. Vậy thì chúng ta kết luận được ngay đó là A và B sẽ đứng trước hydro. Tiếp theo đến dữ kiện số 2: C và D không phản ứng với dung dịch axit chlorhydric. Vậy thì những kim loại đứng sau hydro thì sẽ không phản ứng được với dung dịch axit. Ta có CD đứng sau H. B tác dụng được với muối của dung dịch A và giải phóng ra A. Vậy thì B sẽ phải đứng trước A thì nó mới hoạt động hóa học mạnh hơn A. Ta có D đứng trước A. Dữ kiện cuối cùng đó chính là D tác dụng với dung dịch muối của C và giải phóng ra C. Thì tương tự như dữ kiện 3, ta cũng kết luận được D đứng trước C. Vậy thì tổng kết lại 4 cái dữ kiện đầu bài cho các em nhanh chóng lựa chọn được đáp án chính xác, đó chính là đáp án C. Có trình tự sắp xếp như sau: B, A, D và C. Vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã làm xong cái bài tập 3 để một lần nữa củng cố lại cái kiến thức về giới hoạt động hóa học của kim loại. Trong chương kim loại chúng ta còn được tìm hiểu những kim loại điển hình đó là kim loại nhôm và kim loại sắt. Khi đi tìm hiểu về hai kim loại này, các em cần tìm hiểu về tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng của hai kim loại và cách điều chế sản xuất ra hai kim loại đó. Vậy
thì hai kim loại nhôm và sắt có những điểm gì giống và khác nhau trong tính chất hóa học? Thì cô và các bạn cùng ôn lại cái kiến thức vùng này. Ta có một bài: tính chất hóa học của kim loại nhôm và sắt có gì giống và khác nhau? Vậy thì để tìm hiểu điểm giống và khác nhau của hai kim loại này về tính chất hóa học, cô và các bạn sẽ giải quyết các bài tập sau. Bài tập đầu tiên cô đưa ra như sau. Bài 1. Cho biết kim loại cho biết kim loại nhôm và sắt có thể phản ứng được với những chất nào sau đây? Thứ nhất là khí clo. Thứ hai là dung dịch natri hydroxit. Ba là axit nitric và axit sulfuric nguội. Bốn là dung dịch đồng nitrat. Năm là dung dịch axit chloric và axit sulfuric loãng. Cuối cùng là khí oxy. Vậy thì dựa vào tính chất hóa học của nhôm và sắt em đã được học, chúng ta có các đáp án chính xác như sau. Đáp án thứ nhất đó chính là cùng tác dụng được với khí clo. Thứ hai đó là cùng tác dụng được với dung dịch của muối đồng nitrat. Thứ ba đó là cả hai kim loại cùng tác dụng được với axit chloric và axit sulfuric loãng. Và cuối cùng đó là cả hai kim loại cùng phản ứng được với khí oxy. Chúng ta lựa chọn được các ý A, D, E và G. Từ đó thì chúng ta sẽ kết luận được điểm giống nhau giữa hai kim loại nhôm và sắt. Đó là nhôm và sắt đều có tính chất hóa học của một kim loại, tác dụng được với phi kim, tác dụng được với dung dịch axit và tác dụng được với dung dịch muối. Tiếp theo đó là đều không phản ứng với axit nitric đặc nguội và axit sulfuric đặc nguội. Thế còn điểm khác nhau về tính chất hóa học của hai kim loại này thì sao? Cô và các bạn sẽ tiếp tục hoàn thành bài tập số 2. Vậy thì bài tập số 2 này với yêu cầu đó là để phân biệt hai kim loại nhôm và sắt ta dùng hóa chất nào sau đây? Có 4 hóa chất mà đầu bài đưa ra để giúp các em có thể phân biệt. Đó là thứ nhất là dung dịch natri clorua. Thứ hai là dung dịch HNO3 đặc nguội. Thứ ba là dung dịch natri hydrat. Và thứ tư là dung dịch axit sulfuric loãng. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái dung dịch nào để có thể phân biệt được hai kim loại này? Chúng ta nhớ ngay đó là khi mà chúng ta cho dung dịch natri hydroxit để phản ứng với hai cái kim loại trên thì chúng ta sẽ nhận biết được nhôm, và từ đó chúng ta có đáp án chính xác đó là dung dịch natri hydroxit. Từ đó thì chúng ta kết luận được cái điểm khác nhau về tính chất hóa học của nhôm và sắt, đó là thứ nhất là nhôm phản ứng với dung dịch tiền còn sắt thì không phản ứng. Và cái thứ hai đó là khi tham gia phản ứng, nhôm tạo thành hợp chất, trong đó nhôm chỉ có hóa chất 3, còn sắt thì tạo thành hợp chất, trong đó sắt có hóa chất 2 hoặc hóa chất 3. Vậy là thông qua hai bài tập với những kiến thức đã học thì chúng ta sẽ rút ra được điểm giống và khác nhau về tính chất hóa học của nhôm và sắt như trên. Trong phần kiến thức hóa học của chương 2 thì các em còn có một nội dung kiến thức nữa mà chúng ta cũng đã tìm hiểu, và kiến thức này cũng rất là quan trọng. Vậy kiến thức đó là kiến thức gì thì chúng ta sẽ tiếp tục sang phần tiếp theo của bài. Đó chính là nội dung số 4, hợp kim cửa sắt, thành phần, tính chất và cách sản xuất gang thép. Thế để nhớ lại cái nội dung kiến thức của mục 4 này thì cô và các bạn sẽ cùng nhau hoàn thành một bài tập nho nhỏ. Bài tập này với yêu cầu là ghép nối. Hãy nối những
thông tin ở cụm B phù hợp với các chất ở cụm A. Cụm A của cô có hai chất, đó là gan và thép. Cụm B cô đưa ra với 6 cái thông tin. Thông tin thứ nhất, A nhỏ, hàm lượng carbon nhỏ hơn 2%. B nhỏ, giòn, không rèn, không sát mỏng được. C nhỏ, đó là trong lò cao, nguyên tắc dùng CO khử các oxit sắt ở nhiệt độ cao. Với phương trình minh họa, đó là carbon oxit cộng với sắt 3 oxit để tạo thành oxy và sắt. Tiếp theo, D, đó là trong lò luyện thép với nguyên tắc đó là oxy hóa các nguyên tố carbon, mangan, silic, lưu huỳnh, phốt pho có trong gan. Và phương trình là carbon khử oxit sắt tạo ra carbon oxit và sắt. Ý E đó là hàm lượng carbon từ 2 đến 5%. Và ý G đó là đàn hồi dẻo, có thể rèn sắt mỏng, kéo sợi được làm cứng. Vậy thì với 6 cái thông tin đưa ra ở cột B thì các em sẽ nối với chất nào ở cột A cùng có hai chất là gan và thép? Thì chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhớ lại kiến thức và chúng ta sẽ kết nối được như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ tiếp được các ý B, C và E là những thông tin cung cấp cho các bạn về gan. Và các ý còn lại A, D và G đó chính là những thông tin để cung cấp cho các bạn kiến thức về thép. Từ những thông tin này thì chúng ta sẽ rút ra được đặc điểm của gan và thép về thành phần, về tính chất, về nguyên tắc sản xuất như sau. Thứ nhất, đối với gan, thành phần thì nó có chứa hàm lượng carbon là từ 2 đến 5%. Còn đối với thép thì cái hàm lượng carbon này nó nhỏ hơn 2%. Thế thì từ cái hàm lượng carbon này chúng ta sẽ thấy nó cũng quy định những cái tính chất khác nhau của gan và thép. Thứ nhất là gan giòn, không rèn, không rát mỏng được. Còn thép thì đàn hồi, dẻo, dễ rèn, dễ rát mỏng, kéo sợi được và cứng. Cái nguyên tắc sản xuất của gan và thép thì thứ nhất, đối với gan thì người ta sẽ sản xuất nó trong lò cao. Còn đối với thép thì người ta sẽ sản xuất nó trong lò luyện thép. Với nguyên tắc sản xuất gan đó là dùng carbon oxit để khử các oxit kim loại ở nhiệt độ cao. Còn nguyên tắc sản xuất của thép thì là oxy hóa các nguyên tố carbon, mangan, silic, lưu huỳnh, phốt pho có trong gan. Vậy thì các em thấy rằng là hai cái nguyên tắc sản xuất gan và thép nó trái ngược nhau, một cái là nguyên tắc khử và một cái là nguyên tắc oxy hóa. Em phải nhớ như vậy để các em không nhầm lẫn trong quá trình chúng ta làm bài tập. Phần nội dung kiến thức cuối cùng của xương kim loại mà các em cần ghi nhớ cho cô đó chính là sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Với cái nội dung kiến thức này thì chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi rất là nhanh, đó là ai nhanh hơn. Yêu cầu của trò chơi đưa ra như sau: em hãy lựa chọn phương án đúng trong các câu sau, ví dụ như câu 1B hay là 2C v.v. Với 5 câu hỏi cô giáo đưa ra như sau. Câu số 1: sự ăn mòn kim loại là hiện tượng gì? Là hiện tượng A, vật lý. B, không là hiện tượng hóa học, không là hiện tượng vật lý. C, hóa học. Và D, vừa là hiện tượng vật lý, vừa là hiện tượng hóa học. Câu 2: sự ăn mòn kim loại là gì? A, sự phá hủy kim loại hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường. B, sự tạo thành các oxit kim loại ở nhiệt độ cao. C, sự tạo thành hợp kim khi nấu chín các kim loại với nhau. Và D, sự kết hợp của kim loại với một chất khác.
bị ăn mòn nhanh trong môi trường. A nhỏ, không khí khô. B nhỏ, trong nước cất không có hòa tan khí oxy. C nhỏ, nước có hòa tan khí oxy. Và D là dung dịch khí ăn. Câu 4. Biện pháp nào sau đây không phải là biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn? A. Bôi dầu mỡ lên bề mặt kim loại. B. Sơn mạ lên bề mặt kim loại. C. Để đồ vật nơi khô ráo, thoáng mát, thường xuyên lau chùi sạch sẽ. Và D. Ngâm kim loại trong nước, muối một thời gian. Và câu 5. Đồ vật làm bằng kim loại không bị rỉ nếu. A. Để ở nơi có nhiệt độ cao. B. Ngâm trong nước lâu ngày. C. Sau khi dùng xong rửa sạch, lau khô. Và D. Ngâm trong dung dịch nước muối. Vậy thì sau khi mà đặt các cái câu hỏi này thì bạn nào có thể trả lời được nhanh? Chúng ta thấy rằng câu số 1 là ý C là chính xác, câu số 2 ý A là chính xác, câu số 3 ý D là chính xác, câu số 4 ý D là chính xác và câu số 5 ý C là đáp án đúng. Vậy là chúng ta có các cái đáp án như trên. Và bạn nào mà lựa chọn được cái đáp án này thì có nghĩa là bạn đã học tốt phần bài sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Và từ những cái kiến thức về sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn thì các bạn sẽ ứng dụng được trong đời sống hàng ngày để làm sao mà chúng ta bảo vệ những cái vật dụng, những cái đồ dùng trong gia đình hàng ngày của chúng ta được tốt. Và trong công nghiệp, trong sản xuất thì người ta cũng ứng dụng cái phần kiến thức này để bảo vệ những cái công trình, những cái máy móc, vân vân. Vậy là chúng ta đã đi tổng kết được 5 cái phần kiến thức cần nhớ trong cái chương kim loại. Đó là những cái kiến thức cơ bản. Ngoài ra trong chương kim loại chúng ta còn có những cái kiến thức khác nữa. Thì về nhà các bạn xem lại cho cô những cái kiến thức đó. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau sang phần 2 lớn để rèn luyện một số kỹ năng làm bài tập. Bài tập như sau. 2 lớn bài tập. Dạng bài tập đầu tiên cô đưa ra cho các em đó chính là dạng bài tập viết phương trình hóa học biểu diễn sự chuyển đổi. Và cụ thể đó là chính là bài tập 4 ý A ý B trong sách giáo khoa trang 69. Ý A chúng ta có dãy chuyển đổi của nhôm, bắt đầu từ nhôm tạo ra nhôm oxit, tạo ra muối nhôm cloro, tạo ra nhôm hydroxit, lại tạo lại oxit nhôm, kim loại nhôm và muối nhôm của nó luôn. Còn dãy B chính là dãy hoạt động của sắt, bắt đầu là từ sắt tạo thành sắt 2 sulfat, tạo ra sắt 2 hydroxit và tạo ra sắt 2 luôn. Nếu ở trên lớp thì cô giáo sẽ cho các bạn làm bài tập này dưới dạng phiếu bài tập. Các bạn sẽ được thực hiện theo các nhóm và sau đó chúng ta sẽ chứng điểm chéo cho nhau. Tuy nhiên thì trong giờ này cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Đối với hai cái ý bài tập này thì chúng ta sẽ làm được như sau. Thứ nhất là các bạn nhớ lại tính chất hóa học của nhôm. Nhôm sẽ tác dụng được với oxy để tạo thành oxit. Vậy thì phương trình đầu tiên là Al cộng O2 để tạo thành Al2O3. Các bạn cân bằng phương trình. Từ oxit nhôm mà tạo thành muối nhôm thì chắc chắn chúng ta sẽ phải cho tác dụng với axit. Cụ thể đó là Al2O3 sẽ cộng với HCl để tạo thành AlCl3 và giải phóng ra H2. Tiếp theo từ muối mà ra bazơ thì các em phải nhớ đó là muối tác dụng với bazơ để tạo thành muối mới và bazơ mới. Cụ thể AlCl3 sẽ cộng với natri hydroxit để tạo thành natri cloruro và nhôm hydroxit. Nhôm hydroxit là một bazơ không tan sẽ bị nhiệt phân hủy để tạo thành nhôm oxit và nước. Như vậy là chúng ta có cái quy trình hóa số 4.
AlOH tất cả 3 lần nhiệt độ trở thành Al2O3 cộng với O. Phương trình số 5 đó là nhôm oxit sẽ đem điện phân nóng chảy với số tác là cloriolip sẽ thu được kim loại nhôm và giải phóng ra khí oxy. Phương trình như sau: Al2O3 điện phân nóng chảy tạo ra Al cộng 2. Phương trình cuối cùng của dãy hoạt động này đó chính là nhôm cộng với axit cloruric thì sẽ tạo thành nhôm cloruro và giải phóng ra khí hydro. Chúng ta có 6 phương trình của dãy hoạt động hóa học đầu tiên thể hiện sự chuyển đổi của nhôm trở thành các chất khác. Tiếp theo đối với phương trình hóa học thứ hai đó là dãy B thì các em có 3 phương trình. Phương trình thứ nhất, các em sẽ cho sắt tác dụng với axit sulfuric. Khi sắt tác dụng với axit sulfuric sẽ tạo thành sắt 2 sulfat cộng với H2. Vậy thì chúng ta lưu ý nếu sắt mà tác dụng với dung dịch axit thì chỉ tạo thành mới sắt 2 thôi. Còn lại nếu mà nó tác dụng với phi kim như là nitrolo chẳng hạn nó sẽ tạo thành mới sắt 3. Tiếp theo, từ sắt 2 sulfat sẽ cộng với natri hydroxit để tạo thành sắt 2 hydroxit và muối natri sulfat. Từ sắt 2 hydroxit sẽ tác dụng với axit để tạo thành muối sắt 2 cloruro và khí hydro. Thông qua bài tập này thì chúng ta được rèn lại cái kỹ năng viết phương trình hóa học. Và để viết đúng được các phương trình hóa học này thì các em cần nhớ được điều gì? Nhớ được tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ đã học, của kim loại của đã học. Thứ hai đó là chúng ta phải nhớ được cái dãy hoạt động hóa học của kim loại để chúng ta viết được cho nó chính xác phương trình. Và thứ ba thì các em nhớ được điều gì? Nhớ được điều kiện của phản ứng hóa học có thể xảy ra thì chúng ta mới viết đúng phương trình được. Là cái phần bài tập đầu tiên mà cô giáo muốn các em rèn luyện. Tiếp theo phần bài tập số 2 đó là một cái dạng bài tập rất cơ bản trong chương này, đó là tìm tên nguyên tố kim loại. Vậy thì để rèn cái bài tập này thì chúng ta sẽ làm bài tập 5 trang 69 sách giáo khoa. Yêu cầu như sau: cho 9,2 gram một kim loại nhôm, một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gram muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hóa sinh môn. Vậy thì để giải quyết được bài tập này, cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn cái từng bước để làm bài tập cụ thể như sau. Bước 1 thì để xác định được kim loại A, ta phải tính được khối lượng mol của A. Bước 2 là viết phương trình hóa học. Tiếp theo đó là lập phương trình, lập và giải phương trình đại số để tìm khối lượng mol của A dựa vào tỷ lệ về khối lượng các chất liên quan trong phương trình hóa học và dữ kiện để bài đưa ra. Và cuối cùng chúng ta kết luận đó là kim loại A là kim loại nào. Thế cụ thể thì với bài tập này chúng ta sẽ có kết quả như sau. Kết quả của bài tập như sau. Bước 1, gọi khối lượng mol của kim loại A là m lớn A. Ta biết được phương trình hóa học như sau: A cộng với Cl2 tạo thành AcL. Ta cân bằng phương trình thêm 2 vào trước A và thêm 2 vào trước AcL. Tiếp theo, dựa vào dữ kiện đầu bài cho, chúng ta sẽ giải cái bài tập này theo khối lượng. Và cái cách thông thường thì chúng ta vẫn tính theo số mol, nhưng với bài này thì cô giáo hướng dẫn các bạn theo khối lượng. Chúng ta sẽ có theo phương trình thì 2m lớn của A sẽ phản ứng với clo và tạo thành 2 nhân với m lớn của A cộng 35,5 gram. Theo đầu bài cho thì 9,2 gram kim loại A thì sẽ tạo ra 23,4 gram muối của kim loại A. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ áp dụng công thức tăng suất. Đó là chúng ta sẽ có 9,2 x 2 nhân với m lớn của A cộng 35,5 sẽ
sẽ bằng 2m lớn của A nhân với 23,4. Từ đây các em sẽ thực hiện cái chuyển đổi toán học và các em sẽ tìm được m lớn của A bằng 23 g/mol. Vậy thì cái chuyển đổi hóa học ở đây thì các bạn làm thế nào? Thì các bạn lấy 9,2 nhân 2 và nhân với m lớn của A. Sau đó thì các bạn sẽ lấy 9,2 nhân 2 và nhân với 35,5. Những cái mà có ẩn m lớn của A thì các bạn để ở một vế, và những cái không có ẩn chỉ các bạn để sang một vế. Và từ đó thì các bạn sẽ có một kết luận về kết quả của môn giáo của mình đưa ra. Đó là m lớn của A bằng 23 g/mol. Từ đây thì chúng ta đã học về các cái kim loại rồi, thì chúng ta kết luận được ngay kim loại mà có khối lượng là 23 g/mol chính là natri. Vậy chúng ta kết luận được A là natri. Đây chính là dạng bài tập số 2 mà các bạn cần ghi nhớ và rèn luyện cái kỹ năng làm trong cái chương 2 kim loại này cho cô. Ngoài ra thì trong cái chương này sẽ còn một cái dạng bài tập cơ bản nữa, cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn ở phần sau. Trước khi mà các bạn làm bài tập đó thì cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn một số yêu cầu để về nhà các bạn tự học. Yêu cầu đầu tiên đó là nắm vững được kiến thức vừa luyện tập. Yêu cầu thứ hai đó là bài tập về nhà, bài 3, bài 4C và bài 7 trang 69 sách giáo khoa, và bài 22.5, 22.6 trang 28 sách bài tập. Và thứ ba đó là các nhóm sẽ đọc kỹ cái nội dung bài thực hành tính chất hóa học của nhôm và sắt, chuẩn bị cho cô giáo bài tự trình cho mẫu sau. Bản tự trình sẽ có 5 cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là số thứ tự, yêu cầu là thứ hai là tên thí nghiệm, yêu cầu thứ ba là cách tiến hành, yêu cầu thứ tư là quan sát, nhận xét hiện tượng, và yêu cầu thứ năm cũng là giải thích và viết phương trình. Với ba cái yêu cầu đầu tiên thì yêu cầu các bạn về nhà đọc trước nội dung của bài và tóm tắt cái kiến thức của ba cái nội dung đó vào trong bản tường trình trước và làm ra giấy. Còn cột số 4 và số 5 sau khi chúng ta đến lớp, chúng ta thực hành giờ sau thì các bạn sẽ hoàn thiện và sẽ nộp bản tường trình lại cho cô giáo. Cái dạng bài tập tiếp theo mà lúc nãy cô giáo vừa nói để làm cô giáo hướng dẫn cho các bạn để các bạn nắm bắt thêm, đó chính là cái dạng bài tập 7 trong sách giáo khoa trang 69. Cái dạng bài tập này đó là hỗn hợp kim loại tác dụng với axit. Cụ thể người ta đã cho hai kim loại, đó là kim loại nhôm và kim loại sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. Vậy thì để làm bài tập này thì bước 1 các bạn làm gì? Các bạn gọi xy lần lượt là số mol của nhôm và sắt. Sau đó thì các bạn viết hai phương trình. Phương trình thứ nhất đó là nhôm tác dụng với axit sulfuric loãng, và phương trình số 2 là sắt tác dụng với axit sulfuric loãng. Thì với phương trình đầu tiên các bạn sẽ có kết quả là nhôm cộng H2SO4 tạo thành H2SO4 tất cả các lần và giải phóng khí H2. Với phương trình B thì phương trình 2 thì các bạn sẽ có đó là sắt cộng với axit sulfuric loãng thì tạo thành sắt 2 sulfat và khí hydro. Từ đây các bạn sẽ đặt cái số mol của phương trình theo tỷ lệ phương trình, đó là 2 mol nhôm sẽ tạo ra 3 mol khí hydro. Theo đầu bài chúng ta đặt x mol nhôm thì sẽ có 1,5 x mol hydro. Đối với sắt thì theo phương trình sẽ có 1 mol sắt phản ứng sẽ tạo thành 1 mol khí hydro sinh ra. Vậy thì theo đầu bài gọi y mol sắt phản ứng thì sẽ có y mol khí hydro sinh ra. Chúng ta lập phương trình toán học, hệ phương trình toán học ta sẽ có thứ nhất là khối lượng của hỗn hợp hai kim loại là 27 nhân với x cộng với 56 nhân với y thì sẽ bằng 0,83. Và thứ hai là 1,5 x cộng với y thì sẽ bằng 0,025. Từ đây các bạn giải cái hệ phương trình này, các bạn sẽ rút ra được x bằng 0,01 và y bằng 0,01. Từ đó chúng ta sẽ tính được khối lượng của kim loại nhôm trong hỗn hợp và khối lượng của kim loại sắt trong hỗn hợp. Cuối cùng các bạn suy ra được phần trăm của từng kim loại một. Phần trăm của kim loại nhôm sẽ bằng khối lượng của nhôm chia cho khối lượng của hỗn hợp và nhân với 100%. Và phần trăm của kim loại sắt thì có hai cách tính. Cách tính thứ nhất cô đưa ra đó chính là bằng 100% trừ đi phần trăm của khối lượng của nhôm. Và cách tính thứ hai đó là chúng ta có thể lấy cái khối lượng của kim loại sắt chia cho khối lượng của hỗn hợp và nhân với 100%. Các em
tính cách nào cũng được, nhưng lưu ý cho cô đó là khi cộng phần trăm của hai cái khối lượng kim loại này vào phải bằng 100% thì bài của chúng ta mới có đáp án chính xác. Vậy là cô đã hướng dẫn các bạn ôn tập lại những cái kiến thức của chương trình của chương 2 kim loại thông qua bài 22 luyện tập chương 2 kim loại. Bài học của chúng ta dừng ở đây.